của em học sinh, em ấy bỏ đầu bứt tai, em mới hỏi tôi: thầy ơi, bây giờ vào listening part 2, nó vào cái bài đọc bản đồ, em chả biết làm như thế nào. Bây giờ miêu tả với định hướng bằng tiếng Việt, các phương hướng em còn chịu, nữa là tiếng Anh. Mù đường là căn bệnh phổ biến với các em sinh viên của mình. Nhưng mà thời gian nó không khó đến thế, mình chỉ cần nắm được một số từ vựng căn bản và nắm được quy tắc đọc bản đồ căn bản là hoàn toàn có thể tự tin làm phần này. Hãy cùng chú ý xem video nhé. Bước đầu tiên để mà chinh phục được phần này, đấy là mình phải hiểu được những từ vựng mà tiếng Anh sử dụng để miêu tả phương hướng, sự đi lại, di chuyển. Có rất nhiều từ, nhưng mà chắc chắn em sẽ phải nắm được từ căn bản, đó chính là left, right, in front of something hay là behind something, hay là những cái từ ví dụ các hướng north, south, east, west, thậm chí là đông bắc, tây bắc, tây nam, đông nam. Tất cả những từ này bọn thầy sẽ để ở dưới post. Hãy làm quen với chúng trước khi em bắt đầu đi vào các kỹ năng tiếp theo. Nó không hề nhiều, các em chỉ cần nghe một chút thôi là mình có thể làm quen được rồi, không hề khó để tưởng tượng. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải mở một quyển bản đồ thật hoặc một tấm bản đồ thật ra và bắt đầu tập luyện với nó. Ví dụ ngay như bản đồ Hà Nội này, việc đầu tiên đó là em nhìn các cái landmark, tức là các cái địa danh lớn, ví dụ như là Hồ Gươm, nhà hát lớn, trung tâm thương mại Tràng Tiền chẳng hạn. Mình sẽ tính từ cái điểm bắt đầu, đó chính là điểm hiện tại của nhà mình chẳng hạn, hay em chọn bất kỳ một điểm nào trên bản đồ và em sẽ miêu tả vị trí của những cái landmark lớn đó như thế nào. Ví dụ như là Hồ Gươm nằm ở hướng nào, Hồ Tây nằm ở hướng nào so với điểm bắt đầu của em, và miêu tả lại các câu như thế thôi là mình sẽ hiểu được là các hướng như thế nào, mình cũng sẽ làm quen và phản xạ nhanh hơn. Bước tiếp theo là mình sẽ phải học cách di chuyển trên bản đồ. Bây giờ thực tế của bài thi IELTS là người ta sẽ chỉ hướng, em sẽ phải đi thẳng, sẽ phải rẽ trái, sẽ phải đi vào một con đường nào đấy. Vậy em hãy làm tương tự như vậy với bản đồ Hà Nội của mình. Đó, để đi được giữa Hồ Tây và Hồ Gươm, mình phải đi qua đoạn đường nào, bên phải, bên trái nó có cái gì, đúng không? Mình sẽ chọn con đường nào chứ không chọn đường nào. Đó, chọn đường trái, chọn đường phải, tất cả cái đó cũng sẽ khiến em gia tăng cái tốc độ phản xạ. Và bước thứ ba ở đây là các em sẽ, khi đã đến được một điểm, một landmark rồi, em sẽ miêu tả vị trí xung quanh landmark đó là nó nằm trước cái gì, nằm sau nó là những cái gì, xung quanh nó gồm những địa điểm nào. Thì các em sẽ dùng những từ ví dụ như là next to hay là in front of, behind để chỉ cái vị trí tương đối của nó với những vật khác. Vậy đó, với cách này thôi là mình có thể thấy chính cái địa danh nhà mình, chính địa phương của mình quen thuộc, nó có thể làm bài tập thực hành rất là lớn cho mình rồi. Các em chỉ cần làm chuyện này khoảng tầm 5 đến 10 phút một lần, chỉ còn khoảng 3-4 lần thôi là em có thể quen, và sau đó nghe thì phương hướng không thành vấn đề nữa. Và địa danh không phải vấn đề đúng không? Hà Nội có quá nhiều địa danh, có quá nhiều chỗ mình có thể đi. Chúc các em may mắn với IELTS Listening Part 2.